Kinh văn. Nhị giả thị nhân kiến mạt vô nhân hà dĩ cố thị nhân ư sanh ký kiến kỳ căn tri nhân sanh nhân ngộ điều sanh điều ô tòng lai hắc học tòng lai bạch nhân thiên bản thụ xúc sanh bản hoành bạch phi tẩy thành hắc phi nhiễm tạo tòng bát vạn kiếp vô phục cải di. Việt dịch, thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân tại sao vì đã nhận ra cội gốc sinh diệt biết loài người luôn luôn sanh ra người chim luôn luôn sanh ra chim quả vốn xưa nay là đen chim học vốn xưa nay là trắng loài người loài trời luôn luôn đứng thẳng loài vật luôn luôn có thân nằm ngang sắc trắng không do rửa mà thành màu đen không do nhuộm mà có suốt tám vạn kiếp việc ấy không hề thay đổi giảng thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân luận điểm thứ hai là gì Hành giả thấy chỗ tận cùng của sự sống là không có nguyên nhân. Luận điểm thứ nhất là thấy sự sinh khởi không có nguyên nhân. Bây giờ là quan niệm về sự biến diệt, sự chấm dứt cuộc sống không có nguyên nhân. Vì sao? Vì hành giả đã nhận ra được cội gốc của sự sinh diệt là sự khởi thủy của toàn bộ chúng sanh. Biết người luôn luôn sinh ra người, chim luôn luôn sanh ra chim. Hành giả nhận thấy rằng mình đã giác ngộ đạt được trí huệ vĩ đại, anh ta nghĩ rằng mình biết được mọi điều, anh ta cho rằng mình biết được điều gì? Anh ta nói, người rốt cục lại sanh ra người, chim rồi lại sanh làm chim. Chim quạ vốn xưa nay là màu đen, quạ có màu đen từ khởi thủy, nó chẳng phải do nhuộm mà có màu đen và chim học ngỗng trời vốn xưa nay là màu trắng, nó mang màu trắng từ khi mới sanh ra. Loài người loài trời luôn luôn đứng thẳng, loài người và chư thiên thì đi thẳng, đi bằng hai chân, loài vật luôn có thân nằm ngang, xúc sinh đi ngang bằng bốn chân trên mặt đất. Điều này là chính xác từ xưa nay rồi, sắc trắng không phải do rửa mà thành, màu đen không phải do nhuộm mà có. Chẳng hạn như quạ có màu đen nhưng chẳng do nhuộm mà thành đen, cũng thế, ngỗng trời có màu trắng chẳng phải do tẩy rửa mà thành trắng. Suốt trong tám vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi.